Nguyễn Trọng Phú sinh năm 1977 trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa. Đối tượng từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tòa xử phạt 12 năm tù. Sau khi mãn hạn tù trở về, Phú thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ bông sen vàng đóng chân trên địa bàn thị xã Thái Hòa do Phú làm giám đốc. Vào tháng 6 năm 2023, Phú làm hợp đồng thế chấp một chiếc xe ô tô đăng ký tên mình cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tài chính Toyota Việt Nam với số tiền hơn 600 triệu đồng. Do phía công ty giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe nên đầu năm 2024, Phú đặt làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô với số tiền 400.000 đồng. Vào đầu tháng 5 năm 2024, Phú sử dụng đăng ký giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị NTT, sinh năm 1999, trú tại xã Nghĩ Lộc, huyện Nghĩa Đàn, với thủ đoạn lừa thế chấp xe ô tô cá nhân. Tại thời điểm phú thế chấp xe ô tô cho bị hại thì chiếc xe này cũng đã bị đối tượng thế chấp cho một người khác. Bước đầu chứng minh số tiền mà Nguyễn Trọng Phú chiếm đoạt của chị T là 300 triệu đồng. Công an thị xã Thanh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra Nguyễn Trọng Phú có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn Số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng với hơn 20 bị hại ở các huyện trong tỉnh, hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.